Xin kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 30 tháng 7 năm 2020 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Chính án tòa liên bang cấm dùng lý do gánh nặng xã hội khi xét cấp visa hay là thẻ xanh. Tổng thống Donald Trump đề nghị hoãn bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. Thêm 5 ca nhiễm ở Quảng Nam, nhiều tỉnh thành buộc phải cách ly. Động đất 4.2 độ Richter làm rung chuyển vùng LA. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay thì một tranh án tòa liên bang ở New York vào hôm thứ Tư ngày 29 tháng 7 đã ra lệnh cho chính phủ của Tổng thống Donald Trump ngưng thi hành một quy định, theo đó tạo khó khăn cho người có lợi tức thấp khi xét đơn của họ để cấp visa hay là thẻ xanh. Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng, tranh án Chuck Daniels ra lệnh ngừng dùng lý do gánh nặng xã hội trong phán quyết đưa ra vào hôm thứ Tư. Biện pháp này được khởi sự tiến hành hồi tháng 2 tiếp theo sau phán quyết của tối cao pháp viện, theo đó bác bỏ phán quyết của các tòa dưới nhằm ngăn thi hành. Trong phán quyết vào hôm thứ Tư, thì tranh án Daniels nói rằng chính phủ Mỹ đã không nghĩ tới tình trạng trầm trọng của đại dịch toàn cầu, vốn tiếp tục đe dọa mạng sống và kinh tế của dân Mỹ. Khi đưa ra biện pháp nhằm ngăn cấp visa hay là thẻ xanh vì lý do chính phủ có thể phải chăm sóc cho họ, chính phủ của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 8 năm ngoái đã mở rộng định nghĩa gánh nặng xã hội cho phép các chế chức di trú từ chối cấp visa và thẻ xanh cho các cá nhân có thể bị coi là gánh nặng kinh tế cho xã hội vì họ trông cậy vào các trợ giúp của công chúng, gồm cả trợ cấp thực phẩm, xin medical hay là xin trợ giúp nhà ở. Các chế chức di trú cũng được phép xét tới các yếu tố khác như là khả năng kiếm tiền, tình trạng sức khỏe và trình độ học vấn của cá nhân để quyết định là có cấp thẻ xanh hay không. Hồi tháng Giêng, tối cao pháp viện cũng ra phán quyết hủy quyết định tạm ngưng thi hành biện pháp này của tòa dưới, vốn được đưa ra sau khi có đơn kiện của tiểu bang New York và các nguyên đơn khác. Nó rằng việc thay đổi định nghĩa gánh nặng xã hội sẽ khiến cho di dân nghèo, người khuyết tật và người da màu khó vào nước Mỹ. Các thú vị trên án Daniel vào hôm thứ Tư cũng nói rằng đại dịch Covid-19 cũng khiến tạo ra các lý do khẩn cấp hơn để chặn chính sách này. Cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì Tổng thống Donald Trump vào ngày 30 tháng 7 hôm nay đề nghị hoãn cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020 tới đây vì lo ngại đại dịch Covid-19 và bỏ phiếu gian lận. Dòng Twitter được Tổng thống Donald Trump đưa ra giữa lúc chỉ còn gần 100 ngày nữa là cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ sẽ diễn ra với hai ứng cử viên đại diện cho hai đảng gần như chắc chắn trong cuộc đua song mã gồm Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden, cựu phó Tổng thống Mỹ. Đề nghị của Tổng thống Trump có thể gây nhiều tranh cãi vì hiến pháp của Hoa Kỳ đã quy định rõ rằng quốc hội mới có quyền quyết định về thay đổi ngày tổ chức bầu cử tổng thống. Thêm vào đó, việc tổng thống đương nhiệm nêu đề nghị này được xem là chưa từng có tiền lệ. Hiện đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện Mỹ thì việc chờ ngày bầu cử của tổng thống rất khó có khả năng xảy ra, theo AFP. Trước đó, Tổng thống Trump cũng nhiều lần tỏ vẻ nghi ngờ về tính hợp pháp của lá phiếu gửi qua thư vốn đã được dùng trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Tổng thống Trump cũng đã cáo buộc hình thức bỏ phiếu qua thư dễ bị gian lận nhưng không đưa ra bằng chứng. Trong các cuộc bầu cử sơ bộ hội đầu năm nay thì một số bang đã trì hoãn bỏ phiếu hoặc là mở ít địa điểm bỏ phiếu hơn. Tổng thống Trump còn cáo buộc hình thức bỏ phiếu qua thư dễ bị gian lận, khẳng định người dân Mỹ nên xếp hàng tại điểm bỏ phiếu. Trong khi đó thì Đảng dân chủ với ứng cử viên Joe Biden ủng hộ việc mở rộng hình thức bỏ phiếu qua thư diễn biến trên xảy ra giữa lúc đại dịch Covid-19 tiếp tục có tác động nặng nề tại Hoa Kỳ. Đến nay thì Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 4,4 triệu ca nhiễm và hơn 150.700 người chết vì Covid-19, con số cao nhất thế giới. Trong khi đó, thì chiều tối ngày 30 tháng 7 theo giờ địa phương, thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thông báo có thêm 5 ca COVID-19 mới, đều là người Quảng Nam, nâng số ca tại Việt Nam lên 464 ca. Tất cả bệnh nhân từ 460 đến 464 đều liên quan đến các ổ dịch trong bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng. Như vậy, chỉ trong 6 ngày mà đã có 48 ca lây lan trong cộng đồng trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Theo tờ Tuổi Trẻ, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã quyết định thực hiện cách ly xã hội kể từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam để phòng chống dịch bệnh tại thành phố Hội An. Cụ thể, tỉnh này cũng yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly xã hội, người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thực sự cần thiết. Khi ra ngoài thì phải bảo đảm giữ giãn cách xã hội giữa hai người tối thiểu là 2 mét. Ngoài việc tạm dừng trong 15 ngày có hoạt động quán bar, nhà hàng, cà phê, quán rượu bia v.v. Các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ hàng hóa thiết yếu v.v. được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc đeo khẩu trang. Người lao động phải khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc và giao tiếp. Trong khi đó, từ 1 giờ trưa ngày 30 tháng 7 giờ địa phương, Đà Nẵng đã quyết định cho dừng việc kinh doanh cửa hàng ăn uống giải khác, kể cả bán hàng online qua Internet bán hàng mang về. Theo báo VN Express, biện pháp này được Ủy ban thành phố Đà Nẵng ban hành vào tối ngày 29 tháng 7. Đây là mức nâng cấp độ cách ly xã hội của Đà Nẵng, thay đổi chỉ trong 36 giờ. Trước đó, không giờ ngày 28 tháng 7, chỉ có 6 quận nội thành bị cách ly và 13 tiếng sau đó là cả thành phố. Bên cạnh đó, thì Đà Nẵng cũng yêu cầu các công trình xây dựng phải lưu ý việc giám sát cũng như là sát khuẩn đeo khẩu trang của công dân bảo đảm cự ly tối thiểu là 2 m giữa người với người trong toàn bộ quá trình thi công. Các thưa vị, các địa phương phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo và cũng như là kiểm tra y tế tại khu dân cư, khu nhà trọ và nhà ở công nhân. Trước tình trạng ngày càng có nhiều ca nhiễm mới, thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam quyết định tăng cường chi viện nhân lực phòng chống dịch COVID-19 tới Đà Nẵng để giúp cho thành phố này ứng phó tốt hơn với dịch COVID-19. Trở lại phần tin đến từ Hoa Kỳ, thì một trận động đất đo được ở mức 4.2 độ Richter đã làm rung chuyển vùng miền Nam California vào lúc sáng sớm ngày thứ Năm, ngày 30 tháng 7, theo cơ quan đo đạt địa chất Mỹ. Theo các tin tức sơ khởi, thì tâm địa chấn là ở vùng San Fernando Valley nằm về ngay phía bắc của Los Angeles, xảy ra vào lúc khoảng 4 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, ở độ sâu là khoảng 4.9 dặm. Cũng theo nguồn tin này, địa điểm tâm chứng nằm ở khu vực giữa xa lộ 210 và 5, cách thành phố Basoma, chừng khoảng 1.3 dặm về phía Bắc. Một trận động đất thứ nhì có thể là hậu chấn xảy ra và mức độ 3.3 độ Richter khoảng 8 phút sau đó. Hiện chưa có báo cáo về những thương tích hay thiệt hại tài sản. Chấn động được cảm thấy ở thành phố Santa Carita nằm cách tâm chấn khoảng 8.8 dặm về phía Tây Bắc và 11.2 dặm về phía Đông Nam của thành phố Burbank. Dân chúng ở Lake Forest thuộc vùng Orange County cũng như là Venice Rancho Cucamonga đều báo cáo là cảm thấy sự rung chuyển. Một người ở khu phía nam của Simi Valley nói chấn động mạnh, đến nỗi ông rất ra khỏi giường nhưng không bị thương tích gì. Nhiều người khác thì than phiền rằng họ không được một app về động đất báo động về việc này. Nhân chúng trong vùng LA, bao gồm cả giới nghệ sĩ, đã loan báo trận động đất này trên trang mạng xã hội. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần điểm tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.